Nhìn kỳ cục nè, này nhìn kỳ cục ghê. Bùi giời thiên hạ. À đây. Bùi. Bùi giời á. Bùi ai lại lên trên mạng nói bùi giời. À bùi. À bùi. Cu đúng. Không thể nói là cu được. Có cái tên gì nó văn hóa hơn tí mà nói là cặc. Cặc à? Cái này nó là cây gì? Hoa nhài. Nhiều vùng miền nó không biết cái từ đấy. Nó hơi nặng đô. Đây này, ý thằng em nói đây cái này em này. Nhưng mà hình như bị sờ ấy, nhiều nó nhặn. Cái này sóc lọ. Có nên quét cho nó một cái xé đều. Sóc lọ. Cho nó một cái G ở đây không? Điểm G ở đây. Lỏng. Thế này gọt đây gì? Gọt thế này này. Đây nó bảo thế. Cái gì đây? Việc của anh. Anh nhìn chỗ khác chơi đi. Nhìn này khó chịu, đeo chịu được. Đi về đi. Quả này ấy nhỉ, củ quầm ấy nhỉ, quả này vừa cong này, cong này vừa đẹp, đây là lỗ, đúc bi à, đúc bi à, nhìn được hai kiểu, à rồi đây à, nhìn được hai kiểu, cái này chắc nó đang lồng vào nhau đấy, nó đang, rất là nhìn được hai kiểu, cái lúc nó đang, đầu hết đấy, chết thật. Đấy, này mà, lúc mà nó líp lại thì nó ấy đấy nhỉ. nhìn nó phồn vực quá. nhìn nó phồn thực quá. Cứ ngồi nhặt này, nhặt thì lúc nào buồn buồn lại ra sờ thì nhỉ? Em quay sang cái cây này này. Dưới đẹp đấy. Cũng đẹp mà. Không mà cách rồi. Có ai bảo nó xấu đâu em. Đấy, kinh chưa này. Dưới này rất đẹp đấy. Không? Nó lì như thế, em đừng vỗ mạnh quá ai mà. Rời ra là khổ quá. Làm cái lại tay đi đằng tay. Đấy, tay gọn đi gọn. Đời em khô líu nữa. Này là lấy mấy chục đồng á. Cái gì em? Mấy chục triệu. Thế mà cây dưới này tính đô thì hơi nặng em ạ. Thôi tính Việt Nam cho nó dễ. Việt Nam. Nó rơi khoảng tầm 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Tầm đấy. Đấy. Việt Nam là có cái giống dưới này nó làm được bonsai nó hợp mà lại. À, đúng rồi. Mà phổ biến vậy. Trong miền Nam nó khác gì trên Lịch Sam đâu. Đẹp. Rằm sướng. Rồi là rồi anh thấy chú quay ở trong nhà anh Hồng chủ quán đấy. Chú bảo có cái tác phẩm tranh quê ngày xưa là xuất xứ từ chú già. Đúng. À, ngày à? Xưa chó cách đây mấy tháng. À thế à? Sao chú nói ngày xưa sao bây giờ là ngày xưa chó? Thì cho nó là ngày xưa. Nó nhai luôn. Cho nó xa xa đi đỡ tiếc. Ừ, con đi đẹp phết nhỉ? Con đi cốt. Ôi, nó đẹp nhỉ? Chất nắng đẹp nhá. Thân thế. Cả cây cả bể đấy. Xưa anh tháo kính thay kính khác mà. Ôi giời ơi. Ngày xưa vút lần long đi đất không ai để ý đâu. Ê, anh Đô. Ê, cái xanh của em thế nào anh che một đời đi được thế đó. Con này nó chất lạ không. Sao lại không mổ hơn anh? Chất cốt nó đẹp như thế anh. Giá này giá yêu thương như vậy. Anh em bắt tay rồi mà anh em đi. Ra sờ cái này tí cho đỏ. Cái hôm nay đẹp lắm. Ui vuốt. Cứ lươn à, cứ lươn à. Đó là hàng quái dị đấy. Đấy, vừa bốc bánh mà lại vừa ấy đấy. Vừa thổi còi đấy. Đây, mà đưa tay đây này. Ngọ lên là xong. Ừ, đấy. Cái này gọi là bung màn ở đây, để ấy đây đúng không? Làm xong rồi chui vào màn. Quái dị đấy. Về đưa mẹ thép luôn. À, mày. Quả này mà ấy xong là phải viết một cái tích để ở đây. Vẫn là chưa tức là tâm thư để đây là để giới thiệu tác phẩm này là không cần gọt chỗ này chuẩn không phải gọt đâu chỉ lúc bắt đầu buổi bình quá này có cả cái quả này xoay xoay đấy chứ nhìn nó dễ cái hang này cái hang sâu thẳm sâu nhất Việt Nam này đấy. Dã man thật, ác độc thật. Ôi trời ơi này, ướt hết cả chỗ này này. Nhìn này, ướt hết đây này. Đây này.
kinh quá. Bây giờ không mở cái nhà cắm cái kiểu em cái phọt ở sân phòng cái phọt. Kẹp mắt tay đấy bây giờ. Cắn đấy. Nó cắn đấy. Đây này, nhìn có cả đường chỉ, đường chỉ này, đường chỉ tuyệt vời. Đường chỉ tuyệt vời đấy. Có anh em nào sổng mới mang về đấy nhá. Bên này há thì kinh quá. Đấy, bên này làm nghề hơi lâu ấy nhưng mà há. Chắc là của ông rồi. Không chạy đâu được. Quay lên cho lên mạng được. Kinh quá. Làm không ghen đấy. Đấy, kinh chưa? Đây, sổ phì ra hoa đấy. Nhảy đây. À quên không hỏi cây đấy bao tiền. 2.8 triệu. 2.8 triệu, đấy. Tiền đấy. Tiền, 2.8 triệu. Lấy về đảm bảo hoa nhảy. À, kinh chưa đấy. Nhảy đấy. Bây giờ cái này vẫn dư giá nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Quên. 12 triệu. 12 triệu. Cái xưa này nó quay rồi. Đấy, con này cũng quái dị đấy. Này là quả sữa. Kinh chưa này. Bây giờ mà khoét miếng này là đặt xuống cái chén ấy là sống ấy. Sống. Nhưng dễ sống lắm. Cắt cái này cắm nó sống. Đây. Tiếc quá, nhìn như bị lở nhỉ. Con này mà chị em mà mê cây thích lắm không dám mua đâu, cứ ra nhìn đấy, thích lắm, ngại. Lúc nào các chị xem là mình cứ bơ đi nhỉ, bơ này chẳng muốn bán, bơ đi. Đẹp. Rồi các bác cứ tiêu táo vui tí chứ. Quá dị đấy. Ừ. Thế mới vui chứ. Như lịch sự quá, không phù hợp. Đấy. Này toàn hàng dị, sợ quá. Toàn hàng dị thôi. Quên hoa sữa đây là bao nhiêu tiền nhỉ? Vừa nãy có hỏi chưa nhỉ? Chưa nhỉ? Bao nhiêu? 8.000 rưỡi. 8.000 rưỡi. Kinh đấy. Hai cái này là dính với nhau này. Có thể vòng đây. Đây, đây là cái điểm cuối của nó này. Chỗ này nó lại chắc chạm vào đất không dễ. Cái nốt nốt này nó sần lên xong rồi lại cái này lộc chi chít. Ghê thật. Ghê thật. Đây mất nét đấy nhỉ. Đây này. Đấy, chân chính vòng vô đây. Vòng vô đây. Trên phố mà xuống đây ngược đường lắm đấy. Con này quả cái sướng nhỉ. Anh đi mình gái. Nhiều cái cây cổ bên này đấy. Quả cổ quả. Ôi, con này nhìn thích quá nhỉ. Con này đẹp lắm em ạ. Con này có đậm tiền không anh?
Già 4 triệu. Già 4 triệu. Điền em ạ. Nhìn sáng sủa nha. Đẹp chưa? Hàng đẹp chất lượng cao. Này các chuyên gia đi bắt cây đâu mà đi vắng hết để lọt cái này đây. Các bạn kiếm cái thân ra ghép vào đây luôn, cây ba chất luôn. Mà ở trong đây liên liên tốt đẹp, anh đổi cho em cái cần nhiều cây xanh năm tiền không phải được làm cả mừng già rồi nhớ biết làm đẹp đấy, cây đẹp già tuổi đấy, già chất lượng không quanh thế là nuôi to không đâu, nuôi thảo ra này nó đẩy. Còn con này thì sao anh? Con này thì... rưỡi. Nghệ thuật, nghệ thuật si thì có quả. Còn dòng si này nhiều quả nhỉ? Cũng hồng đấy. Thế là già. Già nó mới có quả. Đấy, cây này ăn vào đây à? Mà sao đẹp. Dạy cái côn nắp đều đẹp. Đấy, tín đồ mini chơi cái này tuyệt vời. Cái này cho về nhà để tốt cái. Đấy, chưa đầy một tháng hết. Đầy đủ hết rồi mà. Chơi. Nếu mà để cành to nữa mà không tạo cái thép ra thì sợ như này rồi. Đấy, con này nghệ thuật đường đá. Đẹp lắm, được cái mặt nữa. Đá lâu rồi, tập năm rồi. Có cái dê buồng rất rất nghệ thuật, vật liệu. Cái đá này. Đấy, là quả kiếp sướng. Anh chưa gọi là cây giặc lão. Cắt màu gốc. Đây là đây. À đây. Cắt này. Gốc ốp vào. Hợp lý, trơn thế này hợp lý. Quả này sướng, quả có quả đã sướng là cộng điểm. Vừa cắt vỏ mấy cây có đầy quả. Đầy bao quả. Chân này đẹp. Xong rồi, chói ở đây. Sung chói ở đây này, quả này cắt vỏ cây có đầy quả. Đấy, quả này ăn được chát chát đấy. Chín là hơi thơm. Thơm sung si chứ anh. Ừ, nhưng mà liền kề đang nói là có thấy là da giống quả sung đấy, sau cái chân này nó choãi đây đẹp, cây cốt trậu mấy lần đấy. Đẹp đấy, con thanh này nếu mà bạn có lên kim cốt nó nhỏ các cái dáng này thì khó. Mà mình làm kỹ thì rõ dáng cắt miếng cắt kiểu để kiểu càng cua nhìn đẹp, chân gà nhìn rất hay. Ừ. Cắt được 3 cây. Lũ cục không ạ? Đấy. Không phải đi một mình à? Đủ chân đấy. Điền đấy đẹp. Điền đẹp luôn. Điền cái lá đẹp. Lên đường thôi gì. Đấy, ông này là nhiều như cây chanh tàu ấy, đẹp. Nhìn như của bọn Trung Quốc ấy. Đấy. Đấy, có cây đàn. Hai mấy đồng anh? Hai đồng rưỡi. Hai đồng rưỡi. Bao nhiêu lấy được? Rõ ràng lắm. Rằng lão không bỏ cái tay rơi đi đấy, cứ đi rơi rồi lấy xe cũng mà. Được rồi, tay rơi cho anh. Bỏ lão. Thì lấy xe của chị lão. Lấy nu lấy cục nhiều mầm thở mình bỏ. Không hẳn đấy mà. Thế mai chỉ lấy cái này thôi. Đây đây mình chẳng ngọn này thôi, cái thằng này bỏ hết mà. Nuôi cho nó nhiều. Bỏ sẽ nhiều lu. Tao lu đấy, các cái này mình cả hết bỏ hết.
Thế rất là danh mạch luôn này. Alo, đẹp. Đấy, quá sáng quá đẹp. Cái này là mặt bên này là mặt chính anh. Mặt nào chơi được, thế này em làm từ diện. Cái này chơi quá hay nghệ thuật. Rất buồn chỉ quá nhá. Khay thì khay của Nhật, không thấy khay thì chắc chắc. Đấy. Nó ngày trước là cây giảng lão. Cắt bỏ gốc đi rồi thân cái nó dáng nó nghệ thuật. Thứ hai là cái dòng cây này này chơi nó đẹp, nó có quả búp nó lại đỏ búp hồng thử rồi này. con này sao nuôi biến kinh. Đây cái đời khách làm chủ dưới 9 triệu này. Đấy, nhìn mặt sau này quá đẹp rồi.